Sự tích cá he Ngày xưa có một nhà sư trẻ tuổi rất ngoan đạo, sau hơn 30 năm khổ công tu luyện, sư thuộc lòng tất cả các kinh kệ nhà Phật, lại giỏi thuyết pháp, vậy mà lâu rồi vẫn chưa được thành chính quả. Sư bụng bảo dạ, phải đến Đức Phật một phen mới có hy vọng thành Phật. Nghĩ vậy, sư ta quyết chí tìm đường sang Tây Trúc Đường đi từ nước nhà sang Tây Trúc, thời đó thật muôn phần vất vả, việc giao thông hầu hết là đường bộ mà đi bộ trên con đường mịt mù thăm thẳm thì mỗi bước là một hiểm nguy. Nhưng nhà sư trẻ tuổi vẫn quả quyết nhắm hướng Tây mà khởi hành. Cuộc hành trình đã được 50 ngày, nhà sư đã nhiều lần lạc đường và mấy lần mê mang vì sốt, nhưng nhờ được sự giúp đỡ nên đều qua khỏi hệ dứt bệnh là chàng lại tiếp tục cuộc hành trình. Một hôm đến một khu rừng thì trời đã chiều, sư cố bước dùng hồng tìm một nơi nghỉ vì trong người đã thấy ớn rét. May sao giữa trường sâu, sư bỗng gặp một ngôi nhà. Nghe tiếng gọi cửa, một bà cụ già bước xuống sàn. Sư tỏ nghe ý định của mình là xin ngủ nhờ một đêm. Nhưng bà cụ vừa thấy khách đã xua tay rối rít. Đi mau lên, mau lên, con ta mà về thì không còn tính mạng đâu. Sư đáp, tôi bây giờ thật đã kiệt sức, không thể nào bước được nữa, nếu không cho nghỉ thì cũng đành nằm liều trước cửa đây thôi. Bà cụ bảo, trời ơi, con ta vốn là ác lai hay ăn thịt người, cố đi nhanh lên, bây giờ nó sắp về rồi đó. Nhân sư đã vứt tay nải nằm vật xuống đất, hai đầu gối va và vào nhau chan chét, bà cụ không biết nói thế nào nữa đành nắm tay y lôi đến một cái hầm đá lớn sau khi đẩy vào bà cụ bảo y phải giữ cho thật im lặng để tránh một cái chết thê thảm đoạn bà cụ chất củi phủ lá rất kín đáo trời tối hẳn thì ác lai về đến nhà tay xách một công mang hắn dừng lại ở chân thang và khịt mũi mãi hắn nói có mùi thịt mẹ ơi mẹ hắn đáp thì chả thịt mày mang về đấy. Không phải thịt người, còn biết lắm có thịt người. Bà cụ chưa kịp can thì hắn đã quẳng con mang lên sàn rồi chạy đi tìm. Chẳng mấy chốc hắn đã lôi được nhà sư bất tỉnh nhân sự từ dưới hầm về phòng của mình. Khi sư tỉnh dậy thì đã thấy ác lai đang cầm một mũi mát lầm lầm ở tay. Hắn quát, mày đi đâu? Sư nhìn kỹ Thế hắn cũng không khác gì người thường, bèn tỉnh táo đáp. Tôi đi tìm Phật. Tìm để làm gì? Sư bây giờ mới nói rõ mục đích của mình, rồi luôn miệng. Sư giảng giải đạo từ bi cho hắn. Sư nói mãi, nói mãi, kể lại bao nhiêu nỗi gian trưng dọc đường. Và niềm mong muốn cuối cùng là làm sao được nhìn mặt Đức Phật, để cho Đức Phật độ thành chính quả. Sự nói khéo quá đến nỗi mẹ con ác lai đều cảm động đến rơi nước mắt. Thấy họ thành thật hối lỗi, sư cho họ biết là họ cũng sẽ trở nên vô sinh vô diệt, sẽ sống một đời sống bội phần sung sướng trên niết bàn. Nếu họ nhất quyết bỏ ác làm thiện, tự nhiên mũi mát ở tay ác lai rơi xuống, những đường nhăn hung ác mới đó giờ đã dịu lại. Sáng hôm sau, khi sư sắp sửa lên đường thì hai mẹ con ác lai vui vẻ sắp sẵn lương thực cho chàng. Họ lại tiễn đưa sư sang tận bên kia một ngọn núi đá. Khi sắp từ biệt, ác lai hỏi Tôi biết lấy gì mà dân Phật đây? Sư đáp Tâm tức thị Phật, Phật tức thị tâm. Chỉ dân tấm lòng mình là đủ rồi. Sư không ngờ ác lai đã trước mũi mát nhanh như cắt tự rạch bụng mình lôi ra cả một mớ chuột gan đưa cho sư và nói nhờ hòa thượng đưa hộ dần lên đức phật sư lấy làm rối quá chỉ vì ác lai hiểu nhầm lời nói của mình bây giờ còn biết làm thế nào đây cuối cùng sư ta đành nhìn vào cặp mắt của ác lai gật đầu nhận lời rồi gói bộ lòng của con người đáng thương đó lại và quẩy lên vai cất bước ra đi Sư vừa đi được mấy ngày thì khu trừng trọng chấm dứt, biển lộ ra trước mặt mênh mông bát ngát. Nước trời một vẻ trông rất vui mắt, nhưng trong bụng sư lại chẳng vui tí nào. Món lễ vật của Đức Phật đè nặng trên vai, nếu chỉ có thế thì không có gì đáng ngại cho lắm. Khổ một nỗi là mùi thối từ bộ lồng kia xông ra khó tả, sự lẩm bẩm. Như thế này thì các nhà quán dọc đường còn ai dám chứa mình. Qua ngày hôm sau, không thể chịu nổi nữa, sư bèn vứt bộ lòng ác lai xuống biển. Nhà sư đi mãi, rồi cũng tìm đến Tây Trúc. Nhưng khi phủ phục trước Phật Đài, nói lên nỗi thắc mắc của mình vì sao chưa được đắc đạo, thì bỗng nhiên trên điện cao có tiếng vọng xuống bảo chàng. Còn thiếu một vật nữa mới thành chính quả. Sư rất đổi kinh ngạc, cố ngước mắt nhìn lên một tí, trên cao vời vậy, sư thấy hai người tựa hồ như hai mẹ con ác lai, sư bỗng hiểu hết, đức phật đã rõ sự thiếu thành thực, thiếu tận tâm của mình rồi, còn mẹ con ác lai nay đã thành chính quả, chỉ là nhờ trong một lúc ngộ đạo mau lẹ và chân thành, sư nằm phục vị hồi lâu, lòng thèn thò vô kể, nhà sư ta sau đó lại trở về chúng cũ để tìm lại bộ lòng tùy biển mênh mông sâu thẳm, nhưng sư cũng cố lặng hợp để mong thấy lại món quà dân Phật mà ác lai gửi cho mình. Sư nghĩ chỉ có làm như thế mới dám nhìn lại mẹ con ác lai và hy vọng tới gần tòa sen Đức Phật. Sư bơi lên lặn xuống mãi, sau đó sư hóa làm loài cá mà người ta vẫn gọi là cá he, cũng gọi là cá được hay có nơi gọi là cá ông sư vì cho đến ngày nay dòng dõi cá đó con nào con nấy có cái đầu trọc như đầu ông sư vẫn làm cái việc của nhà sư nghĩa là chúng đi hàng đàn cứ lặn xuống nổi lên không chịu nghỉ những người đánh cá còn nói loài cá hè rất ghét những ai trêu chọc mình ai trêu chọc nghĩa là gợi lại chuyện cũ của tổ tiên chúng nó chúng nó sẽ làm cho đấm thuyền rách đưới trái lại ai khen ngợi trêu hò thì chúng nó sẽ lặn xuống nổi lên nhiều lần cho mà xem. Khảo dị Truyện kể trên lưu hành ở miền Nam, nhân dân miền Bắc kể chuyện này cũng một nội dung nhưng khác tên gọi là sự tích chim bìm bẹp. Truyện kể thế này, một sư nữ chân tu ăn chay niệm Phật đã nhiều năm nhưng vẫn chưa đắc đạo. Một hôm sư quyết định sang Tây Trúc để hỏi Phật duyên cớ vì sao. Sau mấy tháng trời, ngày đi đêm nghỉ, một ngày kia sư đến một khu rừng thẳm, trời đã xế chiều, sức đã kiệt, thì mây sau, sư trông thấy một cái nhà bên đường. Nghe tiếng gõ cửa, một người đàn bà bước ra vội vã xua tay, bảo khách đi nhanh, kẻo còn mình là yêu, hãy bắt được người là ăn thịt. Nhưng thấy sư nữ năn nỉ quá, chủ nhân lấy cơm cho ăn, rồi bảo chui vào trong một cái vại đầy lại cẩn thận, yêu con về đánh hơi thấy mùi thịt người cố tìm cho kỳ được yêu mẹ thấy con sắp ăn thịt sư nữ thì hết lời khuyên can đó là một nhà tu hành nếu còn ăn thịt người ấy phật sẽ không dung thứ nghe nói yêu con dần dần tỉnh ngộ bày tỏ sự hối hận của mình rồi cho sư biết hắn đã ăn thịt rất nhiều người và bây giờ hắn muốn chuộc tội cuối cùng yêu hỏi sư nữ tôi muốn sửa lỗi để theo phật chẳng hay dùng cái gì để ra mắt sư đáp phật chỉ cần tấm lòng mà thôi thế là yêu con trút dao trạch bụng lôi cả chuột gan ra rồi nói nhờ chuyện giúp tôi phật này làm lễ dân phật sư nữ không ngờ hắn lại hiểu nhầm như vậy đành nhận lời quẩy bộ lên đường nhưng được mấy ngày bộ ruột bốc mùi hôi thối không sao chịu được sư nữ quên cả lời hứa quăng bụi vào rậm và đi tiếp. Đến Tây Trúc, khi nhà sư vào làm lễ thì Đức Phật ở trên tòa sen bảo, còn thiếu một vật nữa mới thành chính quả. Sư nữ hiểu ra và khóc, nói mình đã kiệt sức, không biết làm thế nào mà tìm được. Phật cho nàng hai chiếc cánh để đi cho chóng và bắt tìm cho ra. Nhưng còn biết đâu mà tìm, sư nữ khóc liên miên, ngày đêm chui rút hết bụi này đến bụi kia thỉnh thoảng lại lên tiếng than thở, phản phất như tiếng bìm bịp. Tìm không được, nhưng sư cứ phải tìm mãi, rồi sau đó hóa thành một loại chim đầu đen mình nâu, mắt đỏ như máu, người ta gọi là chim bìm bịp. Đó là hình dạng của sư nữ đầu chích khăn đen, mình mặc áo vải nâu già, còn mắt đỏ là vì khóc nhiều mà sinh ra như thế. Còn truyện Sự tích cây phướng nhà chùa cũng có nội dung giống hai truyện trên. Chuyện kể như sau, xưa có một người chuyên môn ăn thịt người, hắn đã từng bắt giết không biết bao nhiêu nhân mạng. Tuy hắn ác vô nhân đạo, nhưng hắn lại thờ mẹ rất có hiếu. Một hôm, có một nhà sư đi quyên giáo qua đó bị hắn bắt. Khi hắn sắp giết thịt thì mẹ hắn ra xin hộ cho nhà sư. Thấy mẹ năn nỉ quá, hắn đành buông dao, rồi hỏi sư làm gì và đi đâu. Nghe nhà sư kể chuyện, Cả hai mẹ con rất hối hận về những tội ác trước đây. Hai mẹ con cũng muốn kiếm một vật để cúng cho nhà chùa, nhưng ngặt vì trong nhà chẳng có gì đáng giá cả. Nhưng người con đã tình nguyện nợp bộ lòng của mình để đưa về cúng vật. Vừa nói, hắn vừa rạch bụng môi truột đưa ra. Nhà sư cũng nhận lấy, nhưng đến bờ suối thì quẳng luôn xuống nước. Có con quả thấy vậy, tha bộ truột ấy bay đến chùa. Quả đậu trên ngọn cây, kêu lên ôm sòm đức phật trỏ chuyện khen thưởng con quả mà phạt tội nhà sư đồng thời đưa hai mẹ con nhà kia lên trời thành phật từ đó nhà chùa làm cây phướng để ghi nhớ việc này trên cây phướng bao giờ cũng tạc hình con quạ ngậm một tấm lụa dài độ 2 đến 30 thước tấm lụa tượng trưng cho bộ ruột của người đã rạch bụng cuốn vật tóm lại ba câu chuyện trên có lẽ xuất phát từ một phật thoại đã được sửa chữa, tôi điểm thành truyền cổ tích dân gian. Theo Mỹ ấm tùy bút, thì mẹ ác lai được Phật độ cho làm mụ thiện, còn ác lai trở thành hai vị hộ pháp được Phật cho giữ chùa, mà ta thường gọi là ông thiện, ông ác. Tại sao một người lại hóa thành hai? Đó là vì tuy là một nhân vật, nhưng kể từ khi trạch bụng cúng vật đã tách thành hai con người khác hẳn. Ông thiện là hiện thân của quãng đời sâu của ác lai, thời kỳ ngộ đạo, còn ông ác là hiện thân của quãng đời trước lúc chưa ngộ đạo. Nhưng về sự tích cả hè, không phải chỉ có mỗi chuyện kia. Lăng đợt, trong sách đã dẫn, có sưu tập được hai chuyện nữa, có những mưu tiếp khác hẳn với mấy chuyện vừa kể. Chuyện thứ nhất, tức là chuyện con mù lường, còn chuyện thứ hai có nội dung như sau. Ngày xưa, có một cô con gái của một phú ông trong làng có một chàng học trò nghèo thỉnh thoảng đến nhà cô xin ăn dần dần cô gái phải lòng anh ta và ước hẹn có ngày nên vợ nên chồng nàng đã lấy trộm của cha mẹ một nén vàng để đưa cho chàng trai bảo cố học thi đỗ hứa sẽ chờ đợi người học trò cảm ơn và thề với cô gái không ngờ khoa thi năm ấy người học trò bị hỏng vừa buồn vừa thẹn chàng bỏ xứ đi nơi khác. Quyết thi đậu mới trở về. Về phần cô gái, nghe tin người yêu thì hỏng, lại đi biệt tích nên cũng rất chán nản. Sau cùng không thể chờ mãi được, cô phải kết hôn với một người giàu sang ở trong vùng. Mãi đến 7 năm sau, người học trò mới thi đậu và được bổ làm quan. Tin rằng người yêu vẫn còn chờ mình, anh chàng vui vẻ tìm về quê hương. Khi biết nàng đã có chồng, chàng mới quyết định không gặp nữa. Về phía người đàn bà nọ, nghe tin người yêu cũ đã đổ đạt làm nên, lại có ý đi tìm mình. Chắc vẫn trung thành với lời thề xưa, nên bỏ chồng tìm đến người cũ. Anh chàng đón tiếp rất tử tế, nhưng khi nghe nhắc tới lời ước cũ thì đáp. Nàng đến thăm tôi chơi thì được, nhưng đến để lấy tôi thì không được. Hãy trở về với chồng cũ đi. Một người đàn bà không thể có hai chồng không ngờ câu trả lời lại như vậy. Người đàn bà thẹn quá đáp, tôi tưởng anh còn nhớ lời ước cũ nên đã bỏ chồng đến để gặp anh. Bây giờ không còn mặt mũi nào trở về nữa. Nói xong, người đàn bà nhảy xuống sông tự tử và hóa thành cá he. Người ta bảo khi cá nổi trên mặt nước, thấy trời thì thẹn với trời, phải lặn xuống để giấu đi. Nhưng khi xuống nước, thấy đất thì thẹn với đất phải nổi lên. Vì thế, Cá thành thói quen, lặng xuống nổi lên không nghĩ. Chuyện thứ ba có nội dung như sau. Một ông hoàng có hai cô gái. Cô bé tên là Thị Quy, nhan sắc tuyệt trần. Có nhiều hoàng tử lần bàn đến giảm hỏi nhưng đều bị từ chối. Nàng chỉ yêu có mỗi một chàng trai nghèo bây giờ lưu học ở Kinh Đô, tên là Anh Linh. Hai người non thề hẹn biển lấy nhau sau khi Anh Linh đã đổ đạt. Thấy Thị Quy từ chối, bọn hoàng tử lần bang tức giận cùng cử binh đến đánh báo thù. Nhà vua sai ông Hoàng, cha của thị quy đi đánh, và cuối cùng ông ta dẹp được. Anh Linh thi đậu cao được vua khen ngợi, ban cho một cái nhận quý. Ở trên có khắc một câu đố. Vua bảo nếu giảng được, sẽ gả công chúa và cho làm quan to. Thấy nét chữ ngoằn ngoèo, anh Linh không hiểu gì cả. Sau gặp được một người ăn mày, chàng cho ông lão nhiều tiền, và nhờ đó được ông lão giảng hộ cho vua y ước cho làm quan đầu triều và gả công chúa cho chàng. Vì vua không có con trai nên ai lấy công chúa thì sẽ được nối ngôi. Biết được điều đó, anh Linh vội nuốt lời hứa cũ với Thi Quy và nhận lời vua. Thi Quy thất vọng nhảy xuống sông tự tử, Long Vương thương nàng cho hóa thành cá he. Ngày nay cá còn giữ hình thù của cô gái bị phụ tình ở chỗ có cặp vú như vú con gái và có tiếng kêu lao sao như tiếng trên trĩ của người phụ nữ khóc than cho thân phận. Đáng để ý tình tiết, nhà sư gặp yêu tinh ăn thịt người nhưng lại nhờ có bà mẹ của yêu tinh cứu cho khỏi chết. Tình tiết này khá phổ biến ở một số truyện cổ tích phương Tây, mặc dầu mỗi nơi lồng vào một cốt truyện khác nhau. Truyện Ba Sợi Tóc Vàng của Chúa Quỷ của Pháp, Bỉ, Đức Ý là một trong những truyện đó. Chuyện Người dân nghèo và Ngọc Hoàng Người dân nghe thì có chuyện Hoàng tử em trẻ chó sói cũng có loạt tình tiết này. Nội dung của truyện như sau Một hoàng tử có người anh rất sợ vợ và thường bị vợ hành hạ. Mỗi lần thấy chị dâu bắt anh mình làm việc gì khó thì hoàng tử đều về nhờ vợ em gái sói thần hóa thành người giúp đỡ. Lần thứ ba, chị dâu bắt người anh phải đi tìm thanh gươm của sói thần hoàng tử tìm đến nhà sói thần bà mẹ sói thần giúp hoàng tử nắp vào một chữa kính để khi sói thần về khỏi bị ăn thịt sói thần về đánh hơi thấy hơi người liền nói với mẹ đã lâu không ăn thịt người nào đưa thịt cho con ăn đi người mẹ nói làm gì có người còn bày khắp nơi nên có hơi người đấy thôi sói thần tìm tòi một lúc không được bèn nằm nghỉ khi thấy con đã dịu dịu mẹ mới đưa hoàng tử ra nhưng số thần vẫn đòi ăn thịt hai bên đánh bài hoàng tử thua sắp bị ăn thịt nhưng nhờ chiếc khăn của vợ nên số thần nhận ra là chồng của em gái cuối cùng hoàng tử đem được cơm của số thần về và chữa cho người chị dâu trở nên hiền lành dâu trở nên hiền lành dâu trở nên nét giới thiệu về vua tiên tri họ liên ông là người Đài loan nổi danh là nhà xem số mệnh đại tài có thể tiếp xúc với cảnh giới vô hình mà chúng ta không nhìn thấu đến vị bà liên sinh giao tiếp có tên là thần phúc lộc trong quá trình làm việc càng hiểu nhân quả ông càng kính ngưỡng phật giáo và phát tâm quy y thệ nghiêm trì gũ giới ăn chay trường nguyện đem khả năng đặc biệt của mình để giúp thế nhân hồi đầu hướng thiện sau đây là bài viết chia sẻ về luật nhân quả rất hay của ông thần phúc lộc các bạn chẳng nên than oán là số mình không may, bởi thực ra khi vừa bắt đầu kiếp người, có thể phúc báo số mệnh của chúng ta rất lớn, nghĩa là bạn vốn có thể đạt được, hướng được rất nhiều phúc lộc tuyệt hảo tối ưu. Nhưng chính do sự thiếu hiểu biết về nhân quả mà ta đã vô tình tàn phá phúc báo của mình bằng những ý nghĩ, lời nói, hành vi thất đức. Chính ý nghĩ, lời nói, hành vi không tốt của ta đã chiêu vời và tạo ra vận số long đông bất như ý cho mình. Bạn đừng vội cho lý luận này làm mê tín. Cuộc sống quả thực có số bệnh, dù số mệnh này do ta tạo ra và chính đó lại đeo theo trối lấy ta. Nhưng số mệnh vẫn có thể chuyển tùy theo nghiệp tạo thiện ác của mình. Những người sự nghiệp thành đạt, được đại phú quý đều tin vào lý này. Sống mà thiếu trí tuệ thì rất dễ khốn khổ bần hàng khi nghe tôi nói vậy xin bạn đừng vội buông lời biệt thị mà cho là mê tín xin hãy chịu khó động não gẫm suy để hiểu cho rõ ngọn nguồn hoặc hãy đích thân tự thí nghiệm thử xem sao rồi hẳn đưa ra kết luận tôi xin thưa với bạn là những cảm nhận thấy biết thuộc các giác quan con người vốn không đáng tin bởi ta rất thường bị chúng lừa xin hãy nghĩ xem mắt người có thể nhìn được mấy phần trăm ánh sáng trong tổng số ánh sáng hiện hữu tai ta có thể nghe mấy phần trăm âm thanh trong tổng số âm thanh hiện hữu mùi có thể ngửi được mấy phần trăm mùi trong thế giới lưỡi có thể nếm mấy phần trăm trong tổng loại vị ta có thể cảm xúc được vật nhưng đạt được mấy phần trăm trong tổng số vạn vật Chẳng lẽ, hệ những gì giác quan ta cảm nhận không đến không thấu, nghĩa là nhìn, nghe, nếm, chạm sờ không tới, thì cứ quả quyết là không có tồn tại ư? Chuyện thứ nhất, thời còn trong quân ngũ. Hồi đó, tôi gia nhập đội quân đo lường, năm 802, khi ấy phó đoàn trưởng là ngụy Thanh Bình. Tay cầm một sắp tiền, bảo tôi phải trả lời ngay là ông đang cầm bao nhiêu. Tôi đáp, 14 sách. Ngày chính ông cũng không biết rõ mình đang cầm bao nhiêu, nên khi nghe tôi trả lời, ông bèn đếm thử và trợn tròn mắt ngạc nhiên vì kết quả đúng y như vậy. Việc này đã khiến cái đầu vô thần của ông mềm đi, từ đó ông quy y Phật Pháp phát tâm niệm Phật tụng kinh. Có một vị ăn nói cứng cỏi đanh thép, tôi gọi là ông biện sắc, vì ông hay nhạo bán cười chê khi thấy mọi người tin vào việc dự đoán của tôi. Một hôm, ông đến chỗ tôi, nói huyên thuyên trên trời dưới đất một hồi, rồi hỏi. Anh có thể đoán xem, đêm qua tôi đã làm gì hay không? Tôi đáp. Đánh mặt trượt. Vì miệng sắc này ngay người một lúc, hầu như không dám tin vì sao lại quá đúng như thế. Ông bảo. Đúng là tôi đánh mặt trượt, nhưng anh có thể đoán tôi thua thắng bao nhiêu không? Đây là một thách thức lớn, mọi người đều nhìn chầm chầm vào tôi. Tôi đáp thua tám trăm tám đồng. Ông miệng sắt kêu to. Đúng đúng đúng, quả nhiên đón dối như thần, khiến người ta không dám tin, trong thiên hạ sao lại có việc này chứ? Rồi ông miệng sắt kể. Thiệt ra là tôi chỉ thua tám trăm đồng. Thua rồi thì thôi, tôi đang sửa soạn về, thì có người bạn ngồi gần ngõ ý cho tôi mượn tám mươi đồng. Tôi nghĩ thầm, mượn tám mươi đồng này, biết đâu có thể gỡ gạt được. Kết quả cũng thua luôn vừa đúng tám 880... tụng kinh niệm Phật còn bị tai nạn ư hỏi rằng trong kinh địa tạng giảng miêu tả thiên địa quý thần thường, thường hộ người niệm Phật lễ Phật không để cho hung sự hòa hại vào cửa không cho các nạn thủy lửa trộm cướp vân vân xảy ra nghĩa là tất cả ác sự đều tiêu diệt nhưng con thấy có nhiều cư sĩ lễ Phật tụng kinh vẫn gặp nạn như bệnh hoạn, ác nhân, đụng xe, rớt phi cơ, vân vân. Ngay bản thân con cũng thường gặp việc bất như ý. Con còn thấy có các cao tăng và cư sĩ đức hạnh đột nhiên bị bệnh nặng lìa đời. Mặc dù con không hoài ghi những gì trong kinh địa tạng mô tả, nhưng khó tránh được thắc mắc. Vì vậy, xin Ngài giải thích cho con hiểu thêm. Đáp rằng, Xin hãy đọc kỹ Kinh Địa Tạng, đừng có gác câu trích nghĩa diễn giải theo ý bình. Phải biết, mỗi khi Phật Bồ-Tát giảng đề cập đến những vị được thọ ích, thì trước đoạn văn luôn có cụm từ Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân. Đây là nói rõ, phàm những vị nào là Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, nếu lễ Phật, tụng kinh, khuyên người tin Phật, học Phật, sẽ được trăm ngàn quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ. Cũng có thể nói đổi lại như thế này, nếu không phải thị nam thị nữ mà lễ Phật khuyên người tu học Phật thì chỉ là người kết Phật duyên trồng hạt giống thị mà thôi, không thể lập tức chiêu cảm thiên địa quỷ thần đến hộ vệ, bởi vì họ chỉ mới tin Phật, chưa chân chính học Phật, tu trì, không trồng thì nhân sao có thiện quả vì vậy mà chưa thực sự được hưởng lợi ích thế thì tiêu chuẩn thiện nam tử thiện nữ nhân ra sao phải gọi là nam nữ tại gia xuất gia là thiện nam thiện nữ thiện là ưa nghe pháp tinh phật tuy người tại gia có vợ chồng nhưng tất cả ngôn hạnh họ giữ gìn giống như người xuất gia còn như kẻ ăn nhậu bài bạc hút chích, gây chửi, ầm náo, ngoại tình, lăng nhăng, cướp trộm, vọng ngữ, hành thập ác, đều không được gọi là thiện nam, thiện nữ. Những người này do trồng ác nhân, tớ phải chịu ác quả, sao có thể mong được thiên địa quỷ thần làm hộ pháp cho? Làm nữ sĩ nhân dịp sang Trung Quốc công tác, đến tư hỏi hòa thượng diệu pháp như thế này. Có một cư sĩ nọ ở Canada, làm ăn rất phát. Ông cúng dường chùa, in kinh và sách thiện ấn tống, không dưới mấy mươi vạn đô la. Nhưng mới đây, bị tai nạn xe, thọ thương nặng, ông một bề niệm Phật, cho đến lúc tắt hơi, vẫn niệm Phật không ngừng. Ông qua đời khi chưa đến tuổi năm mươi, vì vậy có người đối với Phật Pháp sinh tâm nghi ngờ, xin Ngài giải thích dùm bộ cô biết đời sống riêng của cư sĩ này sao dạ con không rành lắm hòa thượng bèn giải thích ông này trước khi quy y tam bảo từng làm nhiệm ô nhiều cô gái trẻ sau khi quy y rồi dù cô thu thúc nhưng vẫn chưa thanh tịnh hơn nữa đối với hành vi tà dâm ngày trước chưa thực sự sám hối nhờ lúc lâm chung ông không ngừng niệm Phật, nên cũng diệt vô lượng tội, lại được các chùa làm lễ siêu độ cho, cộng thêm công đức khi sống từng cúng dường chùa, in kinh sách, nên hiện tại đã sinh lên cõi đao lợi thiên rồi. Nếu không có công đức cúng dường tam bảo và niệm Phật đúc lâm chung, thì ông sẽ bị tính hóa linh tàn, nghĩa là phạm lỗi ngoại tình hay tà hạnh nhiều chừng nào thì tính linh bị tàn hóa nhiều chừng ấy, phải xuống địa ngục thọ tội. Sau đó, nếu được sinh làm người thì sẽ bị làm hạng lượng tính, tức là bán nam, bán nữ, trí tuệ thấp, không những bản thân thống khổ mà còn bị người kỳ thị xem thường. Vì vậy, nếu đã là đệ tử quy y Phật môn nhất định phải đoạn ác tu thiện, không nên ỷ rằng mình có cúng dường Phật, Pháp, Tăng, in nhiều kinh sách, vân dân, thì chắc chắn sẽ giảng sinh cực lạc, nên cứ yên lòng mà gối cao đầu ngủ. Phải biết, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đây là quy luật bất biến dành cho tất cả. Phật đối với các đệ tử không giữ giới luật bị đọa Ngài thương xót, nhưng không thể giúp. Thế thì làm sao có thể kỳ vọng vào mấy cây nhang hoặc tụng mấy bộ kinh mà mong tất cả sẽ được như ý mình hết? Phải hiểu rõ, giới luật Phật chế ra, không phải dùng để quản thuốc đệ tử, mà là để cảnh báo đệ tử rằng, nếu không nghiêm giữ giới luật sẽ bị đọa, sẽ bị trừng trị theo luật nhân quả vì vậy nếu không muốn chết rồi bị đọa địa ngục và khi sống hay gặp hòa ương thì mỗi người phải tự giác tuân giữ giới luật bằng không có hối cũng muộn lâm nữ sĩ nói ông ta chết đến nay mới được ba mươi ngày các chùa ở canada đã làm lễ cầu siêu độ cho vậy có giúp gì được cho ông không ông có thể đến cực lạc hay không hòa thượng đáp dù hiện tại ta đang giảng cho cô nhưng ông ấy cũng nghe được và đã minh bạch phải quấy nên phát tâm đại sám hối nhờ vậy mà từ cõi quan âm thiên đang thăng lên phước ái thiên có vẻ như còn thăng lên quảng quả thiên nữa vì ta nhìn thấy cõi quảng quả thiên đang nhấp nháy Thưa, vì sao còn nhấp nháy? Thì giống như thang máy vậy, đến tầng nào thì tầng đó nhấp giấy. Lâm nữ sĩ hỏi, Vậy ông ta có thể đến cực lạc không? Sư đáp, Không chắc lắm, cần phải có người đức hạnh thanh tịnh, tụng 49 biến kinh địa tạng và ba bộ diệu pháp liên hoa cho ông ta. Lâm hỏi, Người thanh tịnh là sao? Là người tu hành giữ giới nghiêm minh, không sát, đạo, dâm, vọng. Nghĩa là bất luận tại gia hay xuất gia đều có thể làm được. Vậy con mời các sư ở chùa Canada siêu độ cho ông, có được không? Không rõ nữa. Lâm nữ sĩ hỏi. Vậy con thỉnh ngài siêu độ cho ông, có được không? Khí lực ta không đủ để tụng những bộ kinh này. Ngài chỉ mới giảng có mấy câu, thì ông đã thăng lên cõi trời rồi. Vậy, Ngài có thể thuyết nhiều hơn, kêu ông đi thế giới cực lạc, thì sẽ có hiệu quả mà. Nếu chỉ nói mấy câu mà được vậy, thì Phật A-di-đà đã làm cho chúng sinh sang cực lạc hết rồi. Phải hiểu quy lực của lễ siêu độ là như thế này. Khi tứ chúng, những vị đệ tử Phật có đức hạnh thanh tịnh mà tụng kinh niệm Phật, thì sẽ chiêu vời nhiều chúng sinh từ hư không tới nghe pháp được thọ ích lợi theo chính công đức này sẽ làm tăng thêm niềm tin và hành nguyện cho người đã mất giúp họ có thể đến cực lạc nhưng chỉ là ở trong hoa sen ngủ một thời gian dài chưa thể lập tức hoa khai kiến phật trong số các đồng tu của người mất ở tại canada cũng có gì đức hạnh thanh tịnh. Cô có thể đến đó mời thỉnh. Vậy để con gọi điện, hẹn mọi người thử xem. Con đang lo, vì phải tụng nhiều quá mà hạn 49 ngày sắp hết rồi. E không kịp, thì biết phải làm sao đây? Y hiện tại đã thăng lên cõi quảng quả thiên, không còn mang thân trung ấm nữa, nên đâu có lệ thuộc 49 ngày hôm nào tụng xong cũng được mà. Hỏi rằng, vì sao chư Đại Đức Cao Tăng cũng bị bệnh nặng tử vong? Lại đáp rằng, Phật và lịch đại Cao Tăng đều thì hiện tướng phàm Phu sinh ra nơi đời, sắc thân các ngài cũng là đất, nước, gió, lửa, hợp thành, sinh lão bệnh tử là quy luật chung, mà người tu hành lại càng có liên quan mật thiết với chúng sinh khi sứ mệnh chư vị ấy hoàn tất tại thế gian rồi, thì đa số đều thị hiện tướng bệnh để ly trần. Một số tuy có tướng bệnh, nhưng không thống khổ, chẳng hạn như dù bị ung bú gan, phổi, bao tử, vân vân, nhưng không cảm giác đau, nên chẳng cần dùng thuốc chặn đau. Chỉ là hướng mọi người thị hiện các công phu tu như tòa thiền, niệm Phật, tụng kinh, Trì chú, vân vân phát sinh kỳ tích Phật lực gia trì nhằm khuyến khích các đệ tử hoặc chư vị đồng tu cần đến tinh tấn hành trì cho tốt để đón vô thường tới. Đương nhiên cũng có người thị hiện tướng, ngồi, nằm hoặc không bệnh mà mất. Đây gọi là thị hiện tướng đẹp lành nhằm giáo dục người tinh tấn tu hành. Trong tạng truyền Phật giáo có ghi rất nhiều, Hòa Thượng Diều Pháp kể Khi sư tiên hóa bị bệnh, có lúc trước mặt đệ tử, ngài cũng thị hiện tướng đau, nhưng vừa nghe đệ tử buồn khóc, sư lập tức đổi thành tướng an lành, vui vẻ bảo. Các ngươi làm to chuyện lên rồi đó. Thế rồi, ngài nói cười bình thường. Sau này đệ tử mới biết là sư phụ đang khảo nghiệm, thử thách, vì sao hài nhi khóc đầu xuân năm đỏ tiết nhan là nhà láng giềng đột nhiên gọi điện cho tôi nhờ trợ giúp kể rằng anh đến chúc tết nhà của sếp gặp lúc hai vợ chồng họ bối rối khốn khổ nhìn đứa con mới sinh được hơn một tháng tuổi khóc thét không ngừng suốt hai ngày đây do các bệnh viện không tìm ra nguyên nhân vì sao bé khóc nên lòng họ cứ nóng như lửa đốt Tiết Nhan thấy tình cảnh này, vừa gọi điện cho tôi cầu cứu. Tôi cũng nghe rõ tiếng đứa bé đang khóc rất dữ, bèn chuyển điện thoại đến cho sư phụ. Sư phụ bảo Tiết Nhan trao điện thoại cho mẹ bé, rồi nói. Nhà các người có phải rất ưa ăn hải sản tôm cua cá không? Họ đáp. Dạ phải, dân vâng ở Đài Loan á, thường ăn các thứ này nè, mà chúng tôi cũng vậy nữa. Sư phụ bảo. Nếu bây giờ hai vị phát tâm không ăn hải sản nữa và chịu niệm Phật siêu độ cho những con vật đã ăn qua, thì con các vị sẽ lập tức ngưng khóc ngay. Họ không hiểu, chất vấn. Đứa bé khóc thì có liên quan gì tới việc ăn tôm cua củ cá của chúng tôi chứ? Sư phụ giải thích. Đài Loan, Đạo Phật rất thịnh. Thế mà hai vị đối với Phật giáo lại không biết chút gì sao? Họ đáp Chúng tôi là ngoại đạo Theo tín ngưỡng thờ lão gia của Đài Loan Mà đạo này không cấm ăn các thức hải sản tươi sống Sư phụ nói Thần thức các loài thủy tộc Mà hai vị đã ăn qua Đang ôm hận Và chực sẵn chờ đợi thời cơ báo thù Nhưng do hai vị hiện thời phúc báo chưa tận Tuổi trẻ dương khí thịnh nên các oan gia này bèn chuyển sang quấy rối đứa nhỏ chúng hóa hiện thành đủ hình dạng xấu xí để nhát dọa hù cho đứa trẻ sợ các vị có thấy hai cánh tay của bé không ngừng quơ quơ giữa không chăng đó là vì muốn chống lại những linh quỷ dị dạng xấu hình đang quấy phá tức là khiến nó sợ hãi khóc mãi không ngừng quan gia đang dùng cách này làm cho các vị phải sầu muộn lo lắng tâm lực tiêu tụy như thế thì chẳng bao lâu nữa là chúng có thể đạt được mục đích báo thù phải biết các ấu nhi dưới ba tuổi bình thường đều còn nhục nhãn thông nghĩa là có thể nhìn thấy cảnh giới mà mắt người không nhìn thấy sau ba tuổi do dục vọng thế gian tăng gia dần dần che mờ hết nên chúng sẽ thấy bình thường lại như người lớn nếu muốn quan gia không quý nhiễu hù dọa đứa bé nữa thì ngay bây giờ hai vợ chồng phải lập tức phát thệ không ăn hải sản nữa hai vị cần tuyên bố như vậy rồi sau đó phải vì những con vật mình từng ăn qua niềm thánh hiệu nam mô a di đà phật để siêu độ chúng làm được vậy thì cháu bé sẽ ngưng khóc ngay ta biết hai vị không tin nhưng lẽ nào không muốn thử nghiệm xem sao ư đối phương do chờ một lúc bất đắc dĩ đành phải phát lời thề nguyện chúng tôi từ nay về sau không ăn hải sản nữa sau đó sư phụ dạy họ niệm thánh hiệu nam mô a di đà phật họ chỉ lặp lại mới vài câu thì tiếng khóc đứa bé nhỏ dần rồi từ từ dứt hẳn điều này khiến cho ông chủ đài loan cảm thấy bất ngờ và bị chấn động cất tiếng cảm tạ sư phụ vợ ông cũng bật khóc nói cảm ơn lia lịa như người mái sư phụ bảo họ hiện giờ đứa bé đã ngừng khóc. bắt đầu từ hôm nay trở đi, hàng ngày các vị phải vì những con vật bình ăn qua siêng năng niệm phật, siêu độ chúng. chưa hết, từ đây về sau còn phải phóng sinh cho nhiều để giúp tiêu nghiệp cũ, nên dính chút thời gian đến thiền viện đại bi thỉnh một số kinh sách về đọc. hai vợ chồng đều hứa nhất định họ sẽ làm theo và siêng năng lễ tụng. Hai ngày sau, Tiết Nhan cùng hai vợ chồng họ đi đến tìm Hòa Thượng Diệu Pháp lễ tạ, nhưng sư phụ đã ra đi từ tối hôm qua. Tôi bảo họ tự tử đi về đâu. Tôi là một cư sĩ ăn chay trường, giữ ngũ giới của Phật. Tôi rất ngưỡng mộ lời khuyên, địa ngục chẳng trống, thề chưa thành Phật của Bồ Tát Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng phẩm đầu tiên, kể thánh nữ sau khi niệm Phật một ngày đêm, liền thấy mình xuống địa ngục, biết được chỗ mẹ thác sinh. Tôi rất thích và cảm thấy thật an ủi khi đọc đoạn kinh. Nếu người có thể trong 21 ngày nhất thăm chim lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và điểm danh hiệu của Ngài đủ một vạn biến, thì sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên, nói cho người đó cõi giới mà khuyến thuộc của họ đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Bồ Tát hiện đại thần lực, đích thân dắt người đó đến các thế giới để gặp khuyến thuộc của mình. Mỗi khi xem báo đài, thấy đăng tin người tự tử nhan nhãn, tôi buồn vô hạn. Vì vậy, tôi rất khát khao muốn biết những người tự tử, sau khi chết rồi sẽ đi về đâu. Trong kinh địa tạng phẩm 12 có ghi, những người được nghe danh và thấy hình tượng bồ tát bị tạm rồi chí tâm quy y có thể mỗi ngày niệm danh hiệu bồ tát ngàn biến luôn đến ngàn ngày thì điều nguyện cầu của các thiện nam thiện nữ đó sẽ chống được thành tựu vĩnh viễn không bị chướng ngại vì vậy tôi đã thực hiện rất nhiều nhiều hơn lời trong kinh dạy nghĩa là trường kỳ tụng niệm, lo tu sửa từng tâm niệm và thiết tha lễ bái Bồ Tát Địa Tạng suốt một thời gian dài, chỉ nguyện một điều, xin cho con khai mở trí tuệ, được nhìn và hiểu thấu suốt, biết rõ người tự tử sẽ đi về đâu. Cuối cùng thì ước nguyện này cũng đạt thành, trong mơ tôi thực sự được đi đến cõi mà người tự tử trú ngụ và minh bạch hết mọi vấn đề. Trong kinh Phật tả có sáu cõi trời người atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh vì vậy tôi tả về cõi quỷ hy vọng bạn không ngạc nhiên cũng có một số ít người trực tiếp thấy nhưng phần đông người ta không thấy song những người gần nhất khí lực suy tinh thần yếu cũng rất dễ nhìn thấy người bên cõi âm bây giờ mời chư pháp hữu hãy xem để cùng chia sẻ kinh nghiệm quý báu này với tôi cõi âm khí rất lạnh, vì vậy khi tiếp xúc hay tham quan cõi âm rất cần có định lực mạnh, thể quyền lớn, tinh thần trong sáng. Cõi quỷ cũng rộng lớn vô biên, được phân thành nhiều khu vực. Bạn đừng cho rằng tự sát là hết khổ, mà chính là mở màn cho thống khổ ngút trời. Cho dù vì tình, vì thiếu nợ, vì đủ lý do vân vân mà bạn muốn nhảy lầu, nhảy sông, uống thuốc độc, cắt mạch máu, cứa cổ, treo cổ vân vân, khởi niệm tự tử, đủ cách, đủ kiểu, nhưng hễ là tự sát thì sau khi chết rồi, những thống khổ phải nhận lãnh càng thê thảm hơn. Người tự sát chết rồi, linh thức lập tức bị giam cầm, chìm trong khốn khổ triền biên, phải biết tự tử có ba tội nặng. Một, bất hiếu với song thân. Hai, tự hủy hại hình hài, phù phúc báo hy hữu được làm người, không biết quý trọng mạng sống ba ngu si vô tri thân ta là do cha mẹ sinh sống đã không tận hiếu báo ơn cho cha mẹ không làm việc ích đời lợi người lại ngu muội tự hủy hoại giết thân mình đây là tội cực kỳ nặng phải biết thân người khó được phật pháp khó nghe kiếp này bạn được mang thân người sao lại khinh thường hủy hoại do lỗi phụ bỏ thân người nên bạn sẽ rất khó có được thân người lại tự tử là quá ngu si vậy đó. Thí như bạn vì thiếu nợ nên chọn tự tử, thì phải hiểu là đời này nợ chưa trả xong thì sao vẫn phải trả nhiều hơn. Hiện tại còn gánh thêm đại tội tự tử nữa, đây gọi là khổ chồng khổ. Phải biết, người tự sát chết rồi sẽ lãnh khổ báo rất thảm. Những người tự tử sau khi chết rồi sẽ không ngừng diễn lại động tác tự sát đó. Thí như anh A, vào 2 giờ chiều, nhảy lầu tự tử. Sau khi chết đi, linh thức của anh sẽ bị giam cầm thò khổ và cứ lanh quanh ở vùng mình tự sát. Hàng ngày, hãy đến đúng giờ khắc đã tự tử, thì anh sẽ trở lại đúng địa điểm ngồi lầu đó mà diễn cảnh tự sát một lần. Ngày nào cũng phải diễn như vậy, diễn mãi động tác hủy thân đó cho đến khi tuổi thọ hết. Ví như tuổi thọ của anh được định là sống tới 70, nhưng vào năm 40 anh tự tử, thì sau khi chết rồi, ngày nào anh cũng phải diễn lại cảnh tự sát này, có nghĩa là anh phải nhảy lầu suốt 30 năm cho đến lúc dương thọ tận. Hơn nữa, hàng ngày, những tư tưởng cực kỳ thống khổ của giây phút tự sát, cộng thêm đau đớn trên thân cũng đồng loạt tái hiện lại, hoàn toàn giống y, nghĩa là mỗi ngày anh phải tái lập và thể nghiệm thảm cảnh tự sát một lần. Ngoài thời gian này, thì anh bị nhốt tại khu phạm nhân tự sát để thọ hình phạt. Trong khu vong tự sát trú ngụ này phi thường, u ám, rất ẩm ướt và hôi thối. Trong đây tâm ai cũng ôm đầy oán hận, tiếng rên khóc bi thương, thở than không ngừng. Nơi này không có nhà hay giường, không truyền hình, yến tiệc, không thức ăn vân vân, gì cũng đều không tức. Chỉ có thống khổ và khóc lóc mà thôi tôi tiến đến một phòng giam, bên trong chứa đầy vong tự sát, oán khí xuân thiên, phi thường khó chịu, nhìn mặt người nào cũng rất thương tâm. Tôi bước đến gần một vong tự sát, thấy toàn thân anh ướt mẹp, mắt lỡm sâu. Tôi chào. Bạn ổn không? Anh ghi đầu dần tôi, rồi hỏi. Người là ai? Tôi là người bình thường, phát nguyện đến cõi âm, để biết những người tự sát chết rồi, cảnh giới của họ sẽ ra sao? anh ta nói cần chi phải hỏi nhìn là đủ biết tôi quá thống khổ rồi tôi không biết nói sao để diễn tả tâm tình hiện tại của mình chỉ có thể nói là tôi khổ rất khổ khổ dữ lắm tôi lại hỏi vì sao thân của anh bị ướt hết vậy do nhảy xong tự tử tôi lại hỏi thêm nhưng tại sao anh tự sát tôi không muốn kể ra đâu đừng có hỏi nữa. Tôi bước đến chỗ khác, thấy trước mặt mình là một nữ nhân, liền hỏi. Nè, vì sao bạn lại ở nơi này? Chị ta gian này, mong tôi giúp cho chị ta tìm một đứa bé. Chị ta cầu xin tôi rối rít. Tôi hỏi. Con của chị ư? Ừ. Dạ đúng vậy, tôi cho con gái tự sát theo mình, nhưng giờ không biết bé đi đâu, bởi sau khi tự sát xong thì tôi liền bị áp giải vào đây còn đứa con không thể tìm ra bóng dáng nó tôi rất đau khổ con gái chị hiện được ở một khu vực khác chờ đi đầu thai bởi vì chị tự ý đoạn mạng con trẻ hoàn toàn không có sự đồng ý của nó nên tội của chị rất là nặng do con chỉ còn bé ngây thơ chưa biết gì nên không bị tính vào tội tự sát vì vậy mà nó được đưa đến nơi khác vậy sao không ai cho tôi biết điều này. Tôi gian cầu ngài, xin ngài dẫn tôi đi gặp nó, có được không ngài? Tôi không thể dẫn chị đi, chị đây là cội âm, có quy luật riêng của cội âm. Chị nhất định phải chịu qua báo tự sát tại đây, và đó là luật. Chị ta khóc thảm thiết, tôi đi tiếp một quãng, băng qua một gọn núi, thì đến một nơi khác, trong đây là một khu đặc biệt giam những vong tự sát khác nữa tôi gặp một người đàn ông nơi bụng có đường tét dài và sâu máu me ràn rụa tôi hỏi tiên sinh bụng ông sao vậy đây là vết thương do tôi dùng dao rạch bụng mình vì vợ tôi ngoại tình theo trai nên tôi rất hận bả ban đầu thì tôi giết bả sau đó tôi mới tự sát tôi chết rồi á thì bị nhốt tại đây hằng ngày đều phải về lại nhà tái diễn lại cảnh tự sát tôi đau đớn và khổ lắm khổ hết chỗ nói luôn. Ôi, lại là tình yêu. Tiên sinh ơi, tự sát là tội rất nặng, ông có thể niệm Phật không? Rồi tôi dạy ông niệm Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, và bảo, ông nhất định phải niệm, sẽ giảm nhẹ tội báo. Còn nữa, ông phải sám hối, vì giết người là quá sai, do ông đã giết người lại còn tự sát, tội càng nặng hơn. Xin hãy nghe tôi khuyên, nhất định phải ráng niệm Phật nha. Chỉ thấy ông ta gợt gật đầu, không nói gì. Trước mắt tôi là hiện tượng vong linh, lòng đầy hận oán rất đáng sợ. Có vong toàn thân, đầy máu, tuôn chảy không ngừng. Tận mắt chứng kiến những cảnh này rồi, tôi kinh hãi vô cùng. Người thế gian đa số cho rằng, tự tử là chấm dứt mọi thống khổ. Họ không biết rằng, tự sát chính là mở màn cho thống khổ ngoài sức tưởng tượng bắt đầu thực quá ngu khờ dại dột hè chi mà thường nghe kể những nơi có người tự tử hay xảy ra cảnh vong náo dù không thấy họ bởi vì nếu như nhà phòng nào đó trước đây từng có người tự tử qua thì vong linh tự sát ngày nào cũng phải về diễn lại động tác tự tử này thế nên nếu phòng nhà đó không có quỷ náo thì mới là chuyện lạ vì vậy mà ta thường nghe kể chỗ người tự tử thường hay có tiếng khóc rên rỉ dù không thấy người, đó là do vong tự sát phải về diễn lại cảnh tự tử, bị chìm trong tâm địa bị thương lúc hủy thân. Phần tôi, dù nương nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng Vương được chứng kiến cõi âm, nhưng thú thật, nếu như tôi phải đến ngủ ở nhà hay phòng có người tự sát, chắc chắn tôi sẽ rất khổ tâm. Vì sao ư? Vì hàng ngày mắt tôi luôn thấy rõ cảnh quỷ sẽ diễn lại màn tự sát, lại còn nhìn rõ thảm cảnh họ chết ra sao, thế thì làm sao mà an ổn thư thái được? Giáo lý Phật có những bản kinh siêu độ rất hay và kỳ diệu, song bạn không thể ý lại vào ai đó cầu siêu cho mình trong khi bản thân mình không chịu tu. Nếu tâm bạn vẫn đầy ác ý, tà độc thì vô phương cứu. Vì cảnh sẽ tương ưng với tâm, tâm tốt, chiêu cảnh tốt, siêu độ là giúp cho bạn phát tiền tâm, biết ăn năng sửa sai, bạn cần phải tự hoàn thiện bản thân trong lúc sống, đừng ý lại vào người mới là tốt thật. Trong kiếp nhân sinh, ai sống mà không có não phiền, không có khổ đau, người giữ thân khẩu ý thiện lành thì tâm sẽ hằng an vui, khổ là do bởi mình từng gieo rắc nhân ác. Khi trả, thì phải trả quá ác, phải bồi đền đợt cũ, thì đâu ai thoải mái dễ chịu. Ngàn vạn lần xin bạn không nên khởi niệm tự sát, phải hiểu tự sát không giải quyết được vấn đề, chết rồi càng thống khổ hơn. Nếu cho rằng sống ở trên thế gian là khổ, nhưng bạn không hề biết, kẻ chết vì tự sát sẽ bị nhốt ở khu vực chứa vong tự sát. Người ngu si cứ tưởng chết là hết, là phủi hết buồn phiền, chấm dứt mọi sầu lo, hoàn toàn không biết rằng sau khi tự sát rồi thì thống khổ mới bắt đầu ập đến, cường độ mãnh liệt gấp vạn bội lần cái khổ lúc còn sống. Còn nữa, sao không biết xót thương? tội cho thân quyến bạn sẽ buồn đau biết bao trước hành vi ngu muội này của bạn bạn không nên đẩy mình vào tuyệt lộ người tự sát sau khi chết và thọ xong quả báo tự sát rồi thì phải đi đến các địa ngục lớn nhỏ thọ hình tiếp y như trong kinh địa tạng từng mô tả cho đến khi nghiệp tận họ mới có thể thoát ra và đầu thai nhưng sinh vào đâu việc này còn tùy thuộc vào nghiệp tạo của họ phật tử thiếu hoa lời người dịch tôi đã đắn đo cân nhắc rất nhiều cuối cùng thì quyết định dịch bài này mong có thể cảnh tỉnh những người muốn tự sát trong cuộc sống cho dù khổ đến tột cùng hay tuyệt vọng đến mấy xin bạn đừng bao giờ có ý muốn tự tử vì khổ hiện tại không chịu được thì cái khổ sau khi chết còn khốc liệt hơn xin nhớ tự tử không phải là kết thúc khổ đau mà là mở màn cho thống khổ bất tận bởi sống trong đời này ai cũng có khổ đau chứ không riêng gì bạn thậm chí có những thống khổ còn tày đình hơn nhưng có người vẫn không trốn chạy mà chấp nhận đối diện can đảm bước qua để trưởng thành và lớn mạnh bởi giật thẳm là nấc thang cho bậc anh tài. Thân ta dù chết, nhưng tâm vẫn hoạt động. Giết mình cũng là mang tội sát sinh, phạm vào tội thập ác không được đầu thai. Thân xác có chết, thì cảm giác lạnh, nóng, đói khát, út phiền vẫn còn đeo theo, không ngừng hành hạ tâm thức. Tâm bạn nếu nhiều ác niệm thì chết phải xa đọa đi xuống, tâm bạn nếu đầy từ ái thiện lành thì chết sẽ thăng lên cao giống như khi bạn vừa bố thí phóng sinh hoặc làm việc tốt giúp ai xong đêm về sẽ ngủ rất ngon tâm tư lân lân hạnh phúc đó là cảnh giới của tâm thiện lành vì vậy những kẻ cướp của giết người những kẻ làm toàn việc ác chắc chắn giấc ngủ không bao giờ yên và luôn gặp ác mộng dù luật pháp chưa trừng trị. Khi khởi ý muốn tự tử, bạn đừng để nghĩ này khởi tiếp. Đừng ôm mãi niềm sầu đau vô ích, vì nó sẽ suối bạn hành động dại dột. Hãy cố gắng lèo lái tâm nghĩ lành trong sáng. Thật ra không có tuyệt lộ hay đường cùng, chỉ có tâm bạn tưởng là vậy mà thôi. Gieo nhân ngọt sẽ hưởng quả ngọt vì vậy lối thoát ở chính nơi tâm của bạn chứ không thuộc về người hay ngoại cảnh hãy tự mở đường thoát và không nên vì mình và bế tắc khổ vui do mình tạo muốn được vui thì phải dứt ác hành thiện hằng luôn giữ thân khẩu ý thiện lành vì tâm bạn thiện được bao nhiêu thì bạn sẽ hưởng an vui bấy nhiêu ở đây không lý luận để đối chất muốn biết đúng sai thì chỉ có thực hành thể nghiệm và tự rút ra đáp án cho chính mình